hẹn quá đó. Nhà bước rồi nào, phòng đầu tiên đúng không? Không không, phía bên kia. Phía sổ mà phòng nhỏ. Chạy lại là welcome. Cái tay với bà nhân viên đi nè. Đi nhân phòng. Ừ, đúng không? Nhưng con gì có chú béo rồi ta? Sao ngồi? Nhảy lại. Không. Một xếp để mà không có chỗ để hồ sơ thì chắc để mình. Tôi nghĩ ừ, ở đó chắc không. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi sáng nghe bọn người nói á. Nó nói hay là bị trùng nói á. Hả với lại anh Trâm sẽ ngồi gần ổng. Còn thằng hả với lại con Linh á thì sẽ ngồi gần ổng. Hai đứa kia bà chủ ông chủ vậy không, đi để mốt có kêu cái là tới liền à. Không để chụp nó để mà nó không kêu mà nó không có sự đi lên đây hả? Có ngày nào cũng đi lên đi coi mấy chuyện nào mới xong. Trời ơi, còn hai con lẽ không có làm gì luôn, biết tôi sẽ có lỗi không vậy? Không lẽ đồ hang mà nó làm vậy luôn, xấu quá à. Ừ, ừ, nó ăn nó xả thành linh nè. Không phải vậy lộn. Mốt hay gì vậy, nó hỏi bánh mì vô không? Tao thấy tưởng bánh mì. Trên đây mốt để hàng quá à. Kho mà để hàng. Kho quá à. Có người tao hiền. Dọn đồ nữa, khó cửa lại đó. Phải khóa gì đi khoảng con dọn chứ để mở ra bụi không ạ. Nay dây bụi cũng vô nữa, tỉ mới mà. Rồi đây vui rồi. Này có quán đèn rồi đẹp quá. Chấm chứ. Cái này để nó chấm nhắm đi ánh sáng vô nè. Chấm luôn. Ánh sáng đầu vô. Khóa rồi. Có đồ là khóa à. Nè đây là chỗ ăn này chứ. Vậy là đây chắc không có nhà bếp quá mày. Ủa còn trên lầu là gì tao chưa lên. Còn hai nữa. Toilet nam nữ á. Thì ý là ăn uống thì toilet rồi đây. Đi trên lên thử không? Tôi chưa lên lần nào hết à? Định có gì nữa? Ai biết tôi chưa lên đâu có biết cái gì lên rồi hả? Chưa. Tôi lên tới đây rồi tôi xuống à. Trên đây chắc rồi. Đi vô phòng tài vậy. Ủa sao mày thấy hay vậy? Tao mới lên tao nhìn xuống rồi. Nó vậy nè. Bóng bóng là gì? Okay, bye bye.